Thưa quý vị, 9 gói trừng phạt với tổng cộng 11.300 lệnh trừng phạt là biện pháp đáp trả của phương Tây để gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin và Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhờ nguồn thu kỷ lục từ xuất khẩu năng lượng, kinh tế Nga năm 2022 được xem là đã trụ vững trước các gói trừng phạt kinh tế của phương Tây Tuy nhiên, kinh tế Nga vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023 khi dự báo gói trừng phạt thứ 10 sẽ được Ủy ban châu Âu thông qua ngay trong tuần này. Trước tình hình này thì tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 nhằm phát triển kinh tế. Trong lúc chờ đợi giải pháp được đưa ra khi áp lực cấm vận sẽ tiếp tục gia tăng, Moscow đang nỗ lực thúc đẩy chuỗi cung ứng và sản xuất trong nước. Một giải pháp được nhà chức trách triển khai là khôi phục các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng thời Liên Xô, với hy vọng những ký ức tốt đẹp trong người dân sẽ khơi gợi và chuyển biến thành hành động tiêu thụ sản phẩm nội địa. Tại thành phố Perm của Nga, nhà máy sản xuất ô tô Forward đang nỗ lực đưa thương hiệu xe đạp Kama trở lại. Những chiếc xe đạp Kama màu đỏ có thể gấp lại được từng là sản phẩm nổi tiếng của Liên Xô từ những năm 1970-1990. Theo đại diện nhà máy, khoảng 3.000 chiếc xe Kama sẽ được sản xuất trong năm nay, chiếc xe đạp Kama sẽ có cải tiến so với mẫu xe thời Liên Xô cũ. Khâu hàn và sơn xe sẽ được làm tại châu Á, trong đó có Trung Quốc. Xe sẽ được bán tại Nga và Belarus, giá tối đa là 12.700 rúp, tương đương với hơn 4 triệu đồng. Mẫu xe đạp này từng là loại xe đạp phổ biến nhất ở Liên Xô. Nó là một trong những loại xe đạp đắt nhất và là ước mơ của nhiều người lúc bấy giờ. Chúng tôi hy vọng xe đạp Kama sẽ giúp doanh thu từ tiêu thụ các sản phẩm nội địa tăng lên. Chúng tôi tập trung vào đối tượng khách hàng còn nhớ về những chiếc xe đạp Kama. Với họ, xe đạp Kama không chỉ là một chiếc xe đạp mà là hồi ức tuổi thơ của họ. Tháng 11 năm 2022, Nga đã khởi động lại việc sản xuất xe ô tô nhãn hiệu Moskvich, một thương hiệu lớn thời Liên Xô cũ. Ở nhà máy mà hãng Hono đã rút khỏi, mẫu xe Moskvich chạy bằng dầu diesel có giá từ 1,97 triệu rúp, khoảng 634 triệu đồng, trong khi mẫu xe điện có giá 3,5 triệu rúp, hơn 1,1 tỷ đồng. Theo kết quả thăm dò ý kiến người Nga, khoảng 83% người được hỏi ủng hộ việc khôi phục các thương hiệu thời Liên Xô cũ. Trong cuộc gặp với các nhà sản xuất trong nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không có gì sụp đổ sau khi các công ty phương Tây rời khỏi Nga. Có thể ai đó nghĩ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ, tan rã ở Nga, nhưng không có gì như thế xảy ra cả, không có gì sụp đổ, không có gì tan rã. Các công ty của chúng ta, các doanh nhân của chúng ta đã giành lấy cơ hội điều hành những doanh nghiệp, định hướng tiếp tục hoạt động thành công. Trong khi đó, trong báo cáo cập nhật mới nhất, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo gấu Nga năm nay sẽ lấy lại đà tăng trưởng ở mức 0,3%, tức vượt qua cả mức tăng trưởng dự báo của hai nền kinh tế lớn tại châu Âu là Đức và Anh. Mặc dù ở thời điểm này, kinh tế Nga vẫn phải đối mặt với khó khăn khi đồng nội tệ mất giá, doanh thu xuất khẩu dầu và khí đốt giảm mạnh khiến ngân sách thâm hụt. Nhưng có thể thấy, những thách thức bên ngoài đã gây ra sự chuyển đổi nhanh hơn của nền kinh tế Nga, và Nga đã ứng phó với các lệnh trừng phạt tốt hơn nhiều so với mong đợi của phương Tây. Thưa quý vị, nhà chức trách Brazil cho biết, lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở khu vực duyên hải đông nam nước này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 48 người, trong khi công tác tìm kiếm những người mất tích đã bước sang ngày thứ tư. Chính quyền bang Sao Paulo cho biết, ngoài 48 người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất, còn có ít nhất 38 người vẫn đang mất tích. Trận mưa lũ xảy ra cuối tuần trước khiến thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Sao Sebastiao và khu vực xung quanh trở thành vùng thảm họa. Các cơn bão đã chút lượng mưa kỷ lục 680mm xuống thị trấn trên trong 24 giờ, nhiều hơn gấp đôi lượng mưa trung bình trong cả tháng 2. Nhiều nhà dân đã bị nước lũ cuốn trôi và các gia đình đã phải đào bới đống đổ nát để tìm những người thân bị mắc kẹt bên trong. Khoảng 2.500 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, nước này đang bước vào giai đoạn mới về phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19 sau khi đã hạ mức đánh giá nguy cơ của căn bệnh này xuống mức bệnh truyền nhiễm loại B. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, mặc dù trong cả nước vẫn ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 lẻ tẻ, Trung Quốc đã tối ưu hóa các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 dựa trên diễn biến dịch bệnh trong hơn 3 năm qua và đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan các biến thể nguy hiểm và gây tử vong. Ủy ban này cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ cải thiện hơn nữa các biện pháp kiểm soát và tăng cường năng lực giám sát dịch COVID-19, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tại những nơi thư viện, dưỡng lão và trường học, đồng thời đẩy nhanh việc tiêm phòng COVID-19. Bộ thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố kế hoạch trợ cấp cho sản xuất chip và trong tuần tới sẽ có thêm các thông tin chi tiết về cách thức các công ty đăng ký tài trợ. Đây là khoản đầu tư công lớn bao gồm khoảng 39 tỷ đô la Mỹ được chi để khuyến khích các nhà máy sản xuất chip và các nhà máy sản xuất vật liệu và thiết bị, cùng với 13,2 tỷ đô la Mỹ dành cho nghiên cứu, phát triển và đào tạo lực lượng lao động của ngành. Chương trình còn kèm theo các ưu đãi về thuế, cung cấp khoản tín dụng thuế đầu tư nâng cao 25% cho thiết bị sản xuất và chế biến. Theo Hiệp hội Công nghiệp chất bán dẫn của Mỹ, hơn 40 dự án đã được công bố với cam kết đầu tư gần 200 tỷ đô la Mỹ vào các cơ sở sản xuất mới. Các nhà sản xuất công nghệ hàng đầu của Mỹ như là Intel, Micro Technology và Texas Instrument đều đã công bố kế hoạch mở rộng sản xuất. Nước Anh vừa kết thúc đợt thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày với quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Kết quả được đánh giá rất tích cực khi hầu hết các công ty tham gia thử nghiệm không lựa chọn quay trở lại mô hình tuần làm việc 5 ngày thông thường. 61 công ty tại Anh đã tham gia cuộc thử nghiệm từ tháng 6 tới tháng 12 năm 2022. Họ cam kết giảm 20% giờ làm việc cho nhân viên và vẫn giữ nguyên lương. Đây là các công ty thuộc rất nhiều ngành nghề từ lĩnh vực marketing, tài chính, bán lẻ trực tuyến, giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay cửa hàng đồ ăn. Kết quả sau thử nghiệm, 56 trên 61 công ty sẽ tiếp tục triển khai mô hình tuần làm việc 4 ngày. 18 công ty khẳng định đây sẽ trở thành chính sách lâu dài của họ. Chỉ có 3 công ty tạm dừng mô hình này vào thời điểm hiện tại. Tỷ lệ người lao động bị căng thẳng và ốm đau trong tổng số 2.900 lao động tham gia đã giảm đáng kể. Số nhân viên nghỉ việc giảm hẳn. Mô hình làm việc 4 ngày một tuần còn giúp giảm lượng khí phát thải ra môi trường vì mọi người sử dụng xe ít hơn và tham gia vào các hoạt động phát thải ít carbon như leo núi hay tập thể dục. Thưa quý vị, giữa ngổn ngang những đổ nát trên đường phố Syri sau động đất, một bức tranh rất lớn về tình yêu và hy vọng đã được hai nghệ sĩ cùng chung tay vẽ. Bằng việc biến không gian hoang tàn trở thành một điểm sáng lạc quan, các nghệ sĩ Syri muốn nhắn gửi một thông điệp biết ơn đến cộng đồng quốc tế sau thảm họa động đất kinh hoàng vừa qua ở nước này và nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. những đường nét hy vọng được vẽ trên phần sót lại của một bức tường đổ ở Jandaris, một trong những địa điểm có thương vong lớn nhất do động đất ở Syria. Đó là hình ảnh một trái tim khổng lồ màu đỏ tươi được hàn gắn bằng những mũi khâu như biểu tượng cho sự chữa lành nỗi đau cũng như tình đoàn kết của người dân Syria. Bức tranh là lời cảm ơn tới những quốc gia đã tham gia cứu hộ và viện trợ cho người dân Syria. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, mọi lực lượng từ các nước đã góp phần chữa lành vết thương cho chúng tôi. Đã có hơn 4.500 người dân Syria thiệt mạng trong trận động đất hôm 6 tháng 2. Hàng triệu người dân nước này đang trong cảnh màn trời chiếu đất, rất cần viện trợ nhân đạo.